À, kính chào quý vị đã đến Thanh Bình Cuộc Sống ở Mỹ nha. Hôm nay là ngày birthday sinh nhật tròn 1 tuổi của con gái mình. Mình đã nãy giờ mình có trang trí đây, background đây. Mình cũng chưa có sắp sửa hoàn tất à. Đó, mình đây. Hôm nay sáng sớm thì cũng đi chợ để mua trái cây đồ. Có thơm nè, có nho nè, có quýt nè, có táo nè, có cherry màu vàng nữa, red cherry đó. Cũng có bông hoa đồ, 2 dĩa trái cây. Trên bàn thờ Phật, kia bàn thờ của Nguyên Thủ Tổ ông bà. Background mình trang trí là cũng sắp xong rồi quý vị ạ. Cũng không có gì mà ấy hết trơn á, cũng tự sáng chế thôi. Đây mẹ Tina đang quay Tina đang làm chè xoay nước đây. Chào cả nhà đây em. Chào chào cả nhà đây em. Chào cả nhà. Đây đang nấu chè xoay nước đây. Đây nồi của Tina cả nhà ơi. Mình có chuẩn bị một số món cũng đơn giản, chè cho nước rồi xôi mình đang để trong nồi, cháo với gỏi, mình cúng trái cây với bông hoa. Đây chè cho nước đây, vô cục bột đơn giản đây. Con làm đâu quá vậy? Dạ, bạn muốn cho nó tròn á. Mình dò gì cái mình bỏ vô nước sôi, nước sôi không luộc sơ mà... cả nhà, cho nó đừng có ra cái nhựa nữa, nó mau hư. Cái này là cái nước đường thốt lốt nè, đường thốt lốt với gừng nè, quậy gừng đây. Cái này là xôi, nhân vật chính thì đi ngủ rồi. Ngủ dưỡng sức đó. Đây thì có cháo này, bên kia chỉ đây đó. Đây là cháo đây, cháo trai của cả nhà đó, đặc sắc không đó. Đây là xôi mình nấu rồi quý vị. Có đậu xanh đồ. Nhìn hấp dẫn, nhìn thấy nó bụng quá. Nước muối mè nó sẽ. Đây cái hội trường mình đây đủ thứ hết chứ quý vị ơi. Đó, nãy giờ quần vào với cái mấy cái trang trí à. Đây bữa nay là ngày tôi có con gái đây, con gái bằng đồ đẹp đây, bằng đầm cũng đây. Gái có vui không? Con có vui không? Hả? Rồi nháy mắt đây, nháy mắt đây, nháy mắt đây. Chớp mắt đi. Chớp mắt đi, chớp mắt đi. Ừ, chớp mắt à? Nữa. Cái nữa đây. Chớp mắt nữa đi. Nữa đi coi. Nữa. Đây này đầm cũng không quá vậy. Kìa, con ta kìa. Này tên là Valentina Cao đó, nay tròn đúng 1 tuổi luôn đó, ngày thứ tư đó, ngày thứ ba chứ, năm 2022 tháng 6 đó. Phải không? Giỏi tay đúng rồi. Giỏi tay ơi, giỏi quá. Đây cái background mình trang trí đây. Đó. Happy birthday đó, happy day đó. Đó. Happy background, chút nữa mình chụp hình để lưu niệm. Đây đây bàn thờ, đây bàn thờ đây. Bàn thờ Phật ở trên. Bàn thờ ông bà ở dưới này có nấu chè xôi với cháo đó, với trái cây bông hoa rồi gọi chờ xin nước kìa. Vỗ tay
Thì mâm này mình cúng đất đai dương trạch sân nhà ông cửa đồ cái gì ơi lại ăn uống lại đồ hộ cho con gái con đó Valentina cao đó tròn tuổi đó lớn khôn khỏe mạnh lên người với người ta đó, ngoan hảo thảo với ba mẹ đồ dễ nuôi đồ sao con cuộc khai cái nơ rồi. Quá nha, đừng bức hôm nay đẹp á, bức nha, nghe không? Đừng bức, yeah, nè, nhìn má nè, nhìn nè, hello, hai chào đây, xin chào nha mọi người, chứ, làm viên sao, biết làm viên không? Trời ơi, làm viên hả? Trí mất hả? Sao làm gì ngộ ngộ coi? Làm ngộ ngộ cho ba. Ấy ơi, 1 tuổi rồi, lớn rồi. Làm gì đây? Thôi, không đừng làm gì. Một mấy cái răng rồi. Đâu nhân răng đó bà coi ơi. Mấy cái răng. Ồ, ở dưới à. Hai, coi. Bà coi. Ừ, 2,5 nha quý vị. Ở trên đây. Ở trên bà coi. Ở trên 4 cái hả? Hả mày nha, hả nha. Đó là con 9 tháng là biết đi quá vậy, là 1 tuổi là hôm nay đó là đã biết chạy rồi đó nha. Đó. Cúng qua mẹ xanh nè. Happy birthday Valentina. Đây. Cúng qua mẹ xanh nè. Mâm này cúng qua mẹ xanh. Lẹ về phù hộ, về ăn uống và phù hộ cho con lớn khôn lên người. Người mẹ nó cũng bác sĩ kỹ sư Tira bộ muốn con làm bác sĩ và kỹ sư hả? Đốt răng cây lớn chưa? vui quá vui quá con, nay sinh nhật mà vui quá rồi. Ba sinh nhật vui quá con. Ba mẹ đi mẹ ba quá wow, đẹp nữa nè. Vui quá cũng là đất đai chư thần thổ địa. Bắt đê thôn nơi của cao thị ở Liên Thiên Na đất đai nguyên cặp về đây ăn uống cho ăn cho ở về.
Valentina. Tai qua nàng khỏi tập mình wow. Bước ra quá em. Rồi con, mô Phật. Mô Phật. Là Phật đây. Mô Phật, ừ lại đây con. Mô Phật. Mô Phật. Mô Phật đi, mô Phật qua bên nè. Cầu xin trời Phật ơn trên phù hộ cho con là tí na. Con được 1 tuổi để con khỏe mạnh, thông minh, học giỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật đi con. Qua đẹp đâu, qua đẹp đâu. Mô Phật. Con dễ dạy, dễ nuôi. Biết nghe lời ông bà cha mẹ. Buông ra đi vòng coi. Lớn lên thành người tài năng. Buông ra đi vòng coi. 1 tuổi rồi, đi ra đi cho bà coi ơi. Nè quay lại nè, nè nè bắt chó. Bắt chó. Bắt chó. Nè nè đi lên ba nè. Bắt chó nè. Hai. Chào cả. Ồ cũng đẹp quá. Ngồi dí ngồi dí ngồi dí. Ngồi dí. Không quậy, lớn rồi không quậy. Đi vòng vòng đi, đi vòng. Đây nè nè nè. Trời ơi đang cũng. Chào mọi người. Sorry nữa. Chào mọi người. Chào mọi người đây con. Nè, wow. Cho bóng mà, cho bóng mà nè. Ấm lên em, ấm lên. Học giỏi, học giỏi. Ấm lên em. Nói cho con đi. Nam mô Di Đà Phật. 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 Hôm nay là ngày thôi nôi của con, là birthday của Valentina Cao. Con cầu xin mẹ xanh mẹ độ phù hộ cho con được khỏe mạnh, học giỏi, ngoan ngoãn, bình an, dễ dạy, dễ nuôi. Con lớn lên con thành bác sĩ, kỹ sư. Hai à, hai à, thế nha. Nè, tí nè, nè, nè. Đứng giật nha. Thì giống nha. Dạ. Con ơi, 1 tuổi rồi đó nha con. Kìa. Wow. Nhớ lắm đi. Nè. Đứng lại đây, đứng lại đây. Dạ. Nè, lấy đây ba nè. Lấy đây ba nè. Lấy cho bánh lại. Lấy cho bông bông lại. Nè. Không bằng mắt máy. Nè, lấy ba nè. Nè. Nè, nhìn bông ba nè. Ba, mẹ nó cầm lên. Ấm nó lên. Happy birthday đâu. Happy birthday princess. Đợi con dĩ ra. Đừng miệng. Đợi lên. Nè. Đừng chạy. Đợi đẹp, 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 đẹp. Chạy không à. Ồ, 1 tuổi mà vậy. Gà gà đó, nó kêu gà gà. Còn nó không chịu. Wow. Đứng. Hình đi con. Wow. Đứng đó. À, đợi cái gì nè. Đẹp, 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 đẹp nè. Đẹp, 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 đẹp. Trời ơi. Đây, Tina ơi. Tina làm công chúa đẹp quá ta. Đeo dương miệng nữa. Quá đẹp rồi mà. Quá đẹp đúng rồi. Để đẹp. Đẹp đó con. Rồi. Quá đẹp rồi. Xin chào với tao lên con. Xin chào. Xin chào. Xin chào rồi con. Đẹp quá đẹp rồi. Chụp hình nè. Chụp hình nè. Nè nè chụp hình với ba với bà nội kìa. Chụp hình. Chụp hình với ba nội nè. Cười lên. Lấy cái bóng bóng nha. Cái bóng bóng nha. Không thấy mặt. Quá đẹp rồi. Kìa kìa đứng 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 anh đứng lên anh ơi sát vô sát vô mẹ nè. Cười lên cười lên Tina ơi Tina ơi nhìn mẹ nè con Tina ơi đẹp quá rồi tuột xuống rồi rồi Tina ơi nhìn nè con nhìn nè ủa quá đẹp rồi đẹp gái quá ta rồi ơi rồi lên rồi gỡ ra luôn gỡ ra thôi 1 tuổi mà như vậy đó hả? 1 tuổi là quậy gì đâu quý vị ơi. 1 tuổi như vậy không ăn cái con. Háo cái kia đó ra luôn đi. Kìa, dẫn ông nội lại chụp hình với ông nội luôn nè. Hình với ông nội bà nội nè. Muốn chụp với ba nó ăn tắm không? Chụp nó ba nó lắm đi. Với ba tắm phải không? Ở bên đây nè. Nè, chụp hình với ba nè. Chụp hình đi con. Cười lên Tina. Tina. Tina giơ tay. Giơ tay đi con, giơ tay. Giơ tay. Ồ. Quá. Tiên ký hả ba? Quá.
Đấy, quay phim lại, quay phim lại. Đang quay phim nè. Khoa chúc khi nào nè. Cảm ơn ông Phú nha. Vỗ tay đây rồi, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Bây giờ chụp hình trước đó, rồi cái hả là bốc nha. Anh hơi kêu bốc bốc ba nó gọi lại 5 phút sau gọi lại. Rồi, chuẩn bị bốc, bây giờ chụp nhà chụp hình trước đi. Bây giờ chụp hình bốc ba, lát gọi cho bốc ba. Coi tiếng nào nó bốc cái gì. Nha. Ok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Tina. Vỗ tay. Vỗ quá à. Quá 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 quá. Quá 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 quá. Quá 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 quá. Vâng, bà phải không? Đúng rồi. Hả? Dạ. Đẹp quá ta. Thả Tina ra ha. Thả ra đi. Cho bóc đồ đi. Bóc đồ nè, cho sẵn quay ấy đi. Bắt ba bắt tư chú năm gì đâu. Dạ. Yeah. Từ té. Sao có chùm tóc mà không rồi ghế nữa nha. Không biết đi rồi. Đi đi con. Nè 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 nè. Wow, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không nè. Dạ. Yeah. Ê ê ê. Ừ. Không được. Quay điện thoại đi. Nè nè nè. Đi. À, tới bây giờ tới tiết mục là đốt đàn cày nha. Hát xin happy birthday nha. Một hai ba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Tina. Vỗ tay. Bây giờ lặp lại lần nữa đi, hát lần nữa đi cho Tina nó vô đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Nè, vỗ tay. Rồi, thổi đàn cày đi. Thổi đàn cày. Một. Nè. Nè, tiếng nào thổi à. Giờ xuống con. Đây. Một, hai, ba, thổi. Ú, rồi, cái tay bọc tùm lum. Thổi đàn cày bọc. Lấy cái khăn nước kinh. Dễ yeah, chết vô mặt luôn. Quá đau bụng rồi. Quá đau bụng rồi. Ấy con đừng quá đã. Rồi, thèm quá thèm rồi. Cái mặt trên. Quá ngon. Đừng đừng trong miệng rồi. Quá đã hả con? Tụ đó bụng lắm rồi. Đôi. Bây giờ nè. Bây giờ nè coi nè. Quan trọng nè bà nội ơi. Giờ này ra sai ra xíu đi. Tới khúc quan trọng nè. Bây giờ nè. Để ba nó giải thích trước nè. Ở đây gồm có những gì? Đó. Ở đây gồm có những gì? Hôm nay là Tina là tròn đầy 1 tuổi rồi nha. Đến quay. Ở đây. Ở đây có những gì đây nè? Ở đây là cái ống nghe là bác sĩ. Cây viết là kỹ sư, cuốn tập là kỹ sư nha. Ở đây là cái cùi check của nhà ngân hàng nha, là làm nhà tiếp viên cái nhà băng đó, nhà ngân hàng đó. Ở đây cái lượt là hớt tóc đây nghe chưa? Đó, hớt tóc đó. Cái này là kiến là trang điểm.
Điệu đà đó. Cái này là tiền đô, là tượng trưng cho gì em? Là có tiền xài hoài. Có tiền xài hoài, ngồi đứng tiền đó. Ở đây là có miếng xôi đây là nấu nướng đó, ăn uống đó. Đây là vàng, ở đây là có nghĩa là làm ở trong tiệm vàng hoặc là làm chủ tiệm vàng đó, là có nhiều tượng trưng ấy. Bây giờ mình sẽ để cái này vô chính giữa là cho con mình hôm nay nó chọn ngành nghề gì trong tương lai nha quý vị. Bây giờ 1 2 3 bốc. Bốc cái nào? Rồi, bác sĩ. Vỗ tay. Bác sĩ alo. Có mặt rồi, cảm ơn. Đây rồi. Yeah, vỗ tay. Món một rồi bây giờ tới đeo vàng ha. Nè, quà nè, rồi có bà nội với ba mẹ đặng tí na nè. À, đeo luôn coi. Ừ. Là bác sĩ rồi, quá dữ. Ủa trời, đừng ngắm, đừng ngắm. Đau bụng lắm mà sao? Chụp bánh là chụp. Đeo vàng nè con. Đeo vàng, đeo vàng. Để đi. Hôm nay quà của bà nội coi là quà này quà gì? Nội nè, dây chuyền nè. Dây chuyền mặt Phật nè. Đâu, để coi, để coi. Rồi tấm lắc nè. Đây. Rồi vòng vòng nè. Đây. Cái vòng nè. Đó, mặt tượng Phật đây. Đó, cái này có hai cái lắc nè. Cái vòng với cái lắc nè, bà nội cũng mua nè, được khoen bà nội cũng mua luôn nè. Quá. Ừ, quá ấy. Cái vàng, cái bạc. Ừ. Rồi. Đẹp không? Wow, nè nhìn ba nè, vỗ tay. Happy birthday. Trời ơi, rồi cái lắc đeo luôn này luôn. Đó. Wow. Quá ơi. Vỗ tay đi, dùng vỗ tay kìa. Gánh nặng. Vỗ tay. Quá gánh nặng rồi, vỗ tay nè, nè, vỗ tay. Quá. Quá. Ồ. Đeo vàng với anh Phú quá, trực tiếp rồi. Ồ. Ồ. Nè quay bác Ba với. Ồ, Lê Hồng vỗ tay quá, vỗ tay rồi. Ok. Ấy quá rồi. Rồi. Nào đút soi coi kìa. Ăn rồi xong rồi 1 tuổi rồi không có lì nữa nha. Nè, mình nói dặn nè. Nói dặn nè. 1 tuổi rồi, không có khóc đêm nữa, không có lì, dễ dạy. Học hành thông minh nha. Nè, hôm nay 1 tuổi rồi, ba chúc con là lớn khôn khỏe mạnh lên người với anh ta nha, cơ chưa? Hiểu thảo với ba mẹ nha chưa? Và lúc nào cũng là vui vẻ nha chưa? Nghe ba nè. À, không có lì lợm nha chưa? Nha. Rồi cứ đó. 1 tuổi rồi gì đó. Rồi mẹ nó có chúc gì nữa không? Rồi. Chúc mừng con 1 tuổi, mẹ chúc cho con là sức khỏe dồi dào, rồi thông minh, học giỏi, dễ dạy, dễ nuôi, hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Lớn lên thành bác sĩ. Tương lai bác sĩ, tương lai đó phải không? Vỗ tay. Bác sĩ mà kiểu này. Trời ơi, cái giò. Bác có làm nó được quá rồi. Nè, giờ kết thúc chương trình ăn hay sao đây? Ăn uống đi. Rồi, bye bye, bye cả. Bác Ba, ba gia đình chú Năm nha. Cảm ơn quà của bác Ba nó nha. Yêu quà cho chú Năm nó nha. Cô Út nữa. Cô Út nữa. Cảm ơn. Cảm ơn tí nha. Vỗ tay đi con. Cảm ơn đi con. Cảm ơn đi con. Vỗ tay đi con. Vỗ tay. Vỗ tay đi. Vỗ tay đi. Nháy mắt đi, nháy mắt đi. Nè, nháy mắt nè. Nháy mắt đi. Nháy mắt đi. Bây giờ để buông buông ra. Lấy con. Nè. Nè, lấy giò ngấu lại coi. Xuống sư tỷ sao? Ồ cho ba hả? Ăn tiêu hả? Ồ đưa đây ba. Ồ. Ok. Ok, rồi. Rồi. Ồ. Thôi. Kết thúc. Kết thúc đi, bye. Bye. Đây, công chúa đây. Công chúa đây rồi, nó happy birthday quá bự rồi kìa. Ồ. Trời chơi bông bóng nha. Tôi thích bông bóng này lắm à. Thích bông bóng này lắm à. Nè. Bông bóng à. Bông bóng lắm đó nha. Ồ, vũ. Ông vừa quay vừa chụp hình á. Vừa quay nè. Bấm nó chụp á. Nè, nè. Nè,
Đi ba. Ông nội rồi. Ông nội rồi. Đâu rồi nè? Wow. Cái gì ạ? Nè, chân bóng hả? Áo đẹp quá. Sorry hả? Nè, để bóng ra chơi bà nè. Vòng đeo giờ luôn kìa. Nè, đây nè. Nè. Ba này. Nè, ba. Nó dọ. Dỗi quá à. Dỗi đầy quá à. Gì đó vậy? Dục hả? Đấy rồi, giỏi gì đó. Đấy vậy đó, không có giết không được.